Hi hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Là nữ kiếm sĩ thiên tài được nhiều fan đồn đoán là sẽ nên vợ nên chồng cùng quý trụ Tanjiro. Kanao hiện đang là chiến binh lành lặn duy nhất, đủ khả năng để ngăn chặn crush tương lai của mình hóa điên khi biến thành ác quỷ. Không rõ, sau khi sử dụng cấm thuật bị ngạn chu nhãn để tìm liều thuốc giải cuối cùng vào cơ thể Tanjiro, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Bởi nếu chẳng may không thể trở lại thành người, loại thuốc này sẽ chuyển sang hai tác dụng phụ khác là lão hóa và độc tố để tiêu diệt con mồi. Mà theo thông tin tớ vừa nhận được từ đại hải trình thì chị cá sấu vì lý do dịch corona nên đang tạm ngưng cho ra mắt chép mới. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì mấy anh em cùng Bi 20cm tìm hiểu qua về bỉ ngạn chu nhãn, cấm thuật đủ sức vượt qua tốc độ của quỷ vương Tanjiro và những bí ẩn đằng sau nó. Để nói về cô vợ quốc dân Kanao thì đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt cả về xuất thân, tính cách cho đến sức mạnh. Đầu tiên là về khả năng trong nhóm sát cử nhân thế hệ thứ hai, Kanao gần như là kiếm sĩ mạnh nhất với những kỹ thuật chiến đấu điêu luyện. Nếu như trong lịch sử của sát cử đội, một kiếm sĩ sau khi tham gia quân đoàn phải mất ít nhất từ 4 đến 5 năm mới có thể leo từ rank quý lên được rank giáp theo hệ thống cấp bậc thiên can. Chỉ những thiên tài như Mitsuri mới có thể phá lệ vượt bậc trong vòng 1 năm, và cho tới nay mới chỉ có 2 trường hợp duy nhất được ghi nhận là ngoại lệ trong làng kiếm thuật. Chính là hà trụ Muichiro cùng nham trụ Giyome có thể nhảy thẳng lên vị trí cao nhất chỉ sau 2 tháng cầm kiếm. Ấy vậy mà với Kanao, câu chuyện đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù tham gia cùng lúc với 4 người khác bao gồm Thánh Genesu, Trần Genza, Đấng Inosuke và Tanjiro, trong khi 4 nam nhân kia dính thương tích đầy mình và xém chút nữa phải bỏ mạng, thì Kanao lại là người dễ dàng vượt qua được thử thách này mà không có lấy một vết bẩn trên y phục. Điều này cho thấy không một con quỷ cấp thấp nào đủ khả năng chống lại hay thậm chí là để lại một vết xước trên người Kanao. Anh em lưu ý rằng lúc này cả 5 người họ đều có xuất phát điểm thấp nhất, rank quý. Và sau một tháng tham gia sát cử đội của bộ ba Tam Đại Phong Thần, lúc này là rank tân, tức vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên, còn rank của Kanao lại là rank ất, tức vị trí thứ 3 từ trên đếm xuống. Đặc biệt hơn, sau khi giao đấu với thượng nhị Đậu Má, Kanao được nhận định là đã vượt qua cả trung trụ Shinobu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy lúc này đã có sức mạnh tương đương với cấp trụ. Vậy thì theo lý mà nói là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi cầm kiếm, cô đủ mạnh để leo lên cấp trụ, gần như ngang ngửa với những thiên tài trong sát cử đoàn. Vậy thì việc cô gái nên bắt kịp hà trụ hay nham trụ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cô vợ quốc dân dường như là một phiên bản hoàn chỉnh hơn của Shinobu khi khắc phục được điểm yếu của sư phụ mình là không thể chém đầu quỷ. Trước kể đến, Kanao cũng là người đã chỉ dạy trực tiếp cho nhóm của Tanjiro cách sử dụng hơi thở cũng như các kỹ thuật điều khiển tốc độ được áp dụng sau này. Bên cạnh đó thì kỹ thuật hơi thở mông hoa, đặc biệt là thức thứ 7, bị ngạn chu nhãn là một cấm thuật nguy hiểm và dường như chỉ có mình Kanao sử dụng nó mà thôi. Bởi vì một lý do nào đó mà cựu hoa trụ đã không thể sử dụng được chiêu thức này. Theo đó, bất kỳ ai sử dụng cấm thuật bị ngạn chu nhãn đều sẽ dẫn tới mù loà về sự căng thẳng khủng khiếp gây ra cho mắt, có thể bị vỡ các mạch máu. Thế nhưng, ngay cả khi ngã xuống với đối đầu với thượng nhị Đâu Ma, hai mắt của Kane khi đó vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu đã sử dụng qua cấm thuật. Việc đối đầu với thập nhị nguyệt quỷ một mình là vô cùng nguy hiểm, bởi trong thời điểm đó, các thượng huyền chưa hề bị tiêu diệt một lần nào trong suốt 360 năm và vô số lần những kiếm sĩ rành trụ đã phải ngã xuống khi đối diện với họ. Giao đấu với một ác quỷ tầm cỡ Đậu Má nhưng lại không kích hoạt chu nhãn, phải chăng vì cựu hoa trụ cũng không hề biết hay sử dụng được chiêu thức này? Chính vì thế, khả năng cao là Kanao đã tự sáng tạo ra kỹ thuật này thay vì được truyền dạy trực tiếp từ cựu hoa trụ, giống như trường hợp của Tomioka với thức thứ 11 trong hơi thở của nước và Genesu với thức thứ 7 hóa lưu thần trong hơi thở của sấm sét. Việc những sát cử nhân thế hệ thứ hai sáng tạo ra tuyệt kỹ mới là chuyện hết sức bình thường, vì vậy nên các kỹ thuật mới được phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Với bỉ ngạn chu nhãn, đây là một kỹ thuật ở cấp độ cao giúp gia tăng thị lực của người sử dụng ở mức tối đa. Khi ở trong trạng thái này, Kanao có thể nhìn thấy mọi chuyển động của đối phương, tất cả mọi tấn công của đối thủ trong mắt người sử dụng hơi thở mông hoa đều trở nên chậm chạp đến mức khó tin. Tuy nhiên, như đã nói, kỹ năng đặc biệt này vô cùng nguy hiểm với người sử dụng bởi nó sẽ gây ra áp lực khủng khiếp lên các mao mạch máu và phá vỡ chúng khiến cho mắt bị tổn thương. Nhưng còn tùy vào thời gian sử dụng chiêu thức, có thể bị mù một hoặc thậm chí là cả hai mắt. Nó khác hẳn với trạng thái thế giới giác ngộ khi thức tỉnh do ấn diệt quỷ. Bị ngạn chu nhãn tỏ ra vượt trội hơn trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù cái giá phải trả thực sự rất đắt. Và dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào thì đây cũng là một chiêu thức vô cùng bất thường, bởi những kỹ thuật được phát triển dựa trên hơi thở mặt trời từ trước đến nay vốn dĩ không hề làm hại đến cơ thể của người sử dụng, mà trái lại là kích thích và gia tăng sức mạnh cho chính họ, ngoài trừ trường hợp sử dụng quá lâu đến giới hạn cơ thể mà thôi. Theo với đó, bị ngạn chu nhãn như là một phương thức trao đổi để lấy sức mạnh hơn,
khá giống với quỷ ấn xuất hiện trên cơ thể của loài quỷ. Ok, hồi tưởng một chút nhé. Nhớ lại về mô tả của loài quỷ theo những ghi chép từ sách Kiều Đoan, thì khi tiếp nhận nguồn máu từ một con quỷ khác, cơ thể của ác quỷ sẽ dần dần chuyển đổi, gây áp lực lên các bao mạch máu để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Điều này đúng với mô tả của bỉ ngạn Chu Nhãn là gia tăng các mao mạch để đẩy nhanh sự tuần hoàn máu đến mức tối đa trước khi bộc phát sức mạnh. Và ở cơ thể loài quỷ, chúng có sự hồi phục liên tục nên không bị phá hủy, còn Kanao thì không, cô vẫn là con người. Bên cạnh đó thì việc chưa thể thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ với Kanao cũng vô cùng lạ. Mặc dù là một kiếm sĩ thế hệ thứ hai, nhưng cô đã sớm đạt trình độ của một trụ cột, cũng như hội tụ mọi yếu tố cần và đủ để thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ. Đó là trải qua thời khắc sinh tử, khiến nhịp tim đập mạnh 200 nhịp trên 1 phút và nhiệt độ trên cơ thể 39 độ C bằng cấm thuật của mình. Thế nhưng sau tất cả, cô vợ quốc dân vẫn không thể thức tỉnh được dấu ấn, và vì nhiều lý do nên tớ cho rằng Kanao có nhiều mối liên hệ với loài quỷ hơn là loài người. Thực tế là trong toàn bộ dòng lịch sử của Kimetsu no Yaiba có rất nhiều nhân vật trong sách Kyo Đoan có sát thân hoặc sức mạnh liên quan đến phe quỷ. Tiêu biểu trong số đó chính là gia tộc Obuyasuki, hậu duệ con cháu của Mozan. Chính điều đó đã khiến cho toàn bộ thành viên ở gia tộc này mắc phải một lời nguyền, một căn bệnh hiểm nghèo và không thể sống quá 25 tuổi. Bên cạnh đó thì vẫn còn một nhân vật khác sáu sức mạnh liên quan đến ác quỷ là Trần Genza, em trai của phong chủ Sanami. Tên đầy đủ của cậu là Shinazugawa Genza, nó có nghĩa là bất tử xuyên huyền di, trong tiếng Nhật dùng để ám chỉ những người sáu sức mạnh liên quan đến cái chết và một thế giới khác, cụ thể ở đây là loài quỷ. Khác với phần còn lại, Trần Genza không thể thức tỉnh hay học được các thức từ hơi thở khai nguyên, mà thay vào đó, cậu đã phát triển một kỹ thuật chiến đấu cho riêng mình bằng việc ăn thịt và hấp thụ luôn cả sức mạnh của loài quỷ, biến mình thành một bán yêu thực sự. Không rõ sức mạnh này được tự thân Genza phát triển hay có nguồn gốc từ đâu, nhưng gia tộc Shinazugawa của cậu, theo tiếng Nhật có nhiều cách hiểu, nhưng phần lớn trong số đó ám chỉ sự bất tử hay những thứ liên quan đến ác ma. Tạm gác lại chuyện đó, Trần Genza là một trong số hiếm người của thế hệ thứ hai có thể thức tỉnh được ấn của mình, nhưng không phải là ấn diệt quỷ mà là quỷ ấn. Bởi dấu ấn của Genza sau cuộc đại chiến với thượng huyền nhất của Kushibo mới xuất hiện, và lúc này cơ thể của cậu đang ở trạng thái quỷ. Anh em cần lưu ý rằng dấu ấn diệt quỷ và quỷ ấn là hai loại hoàn toàn khác nhau mà cho đến nay vẫn có rất nhiều người nhầm lẫn. Quỷ ấn xuất hiện trên hầu hết cơ thể của loài quỷ khi chúng vận dụng huyết quỷ thuật. Còn dấu ấn diệt quỷ được xuất hiện ban đầu từ cơ thể của kiếm sĩ khởi nguyên Yurichi, sau đó lan truyền tới những kiếm sĩ tài năng khác như một sự cộng hưởng. Cho đến nay, mới chỉ có một người duy nhất đồng thời thức tỉnh được cả hai loại ấn này chính là cụ nhất của Kushibo, người sử dụng hơi thở của mặt trăng. Vậy nên có thể nói trong điều kiện bình thường, một kiếm sĩ không thể nào thức tỉnh được dấu ấn diệt quỷ và cơ thể của loài quỷ cũng không thể thức tỉnh được loại ấn này. Với sự xuất hiện của một nhân vật như Genza thuộc tộc Shinazugawa và các thành viên của gia tộc Obuyasuki thì những con người có nguồn gốc hoặc liên quan đến ác quỷ trên khắp Nhật Bản có lẽ không phải điều hiếm gặp. Nhiều khả năng chính là tổ tiên của Kanao, bởi tất cả gì chúng ta được biết về gia tộc của cô nàng này gần như là một con số 0, ngoài trừ việc cô từng là nô lệ và được giải cứu bởi chị em nhà điệp phủ. Điều này có thể lý giải cho việc tại sao Kanao không thể suy nghĩ hay tự đưa ra quyết định cho mình mà phải chờ câu trả lời từ đồng xu hai mặt. Với trường hợp của những đứa con ác quỷ, hầu duệ luôn phải chịu đựng một lời nguyền khủng khiếp để bù đắp lại những sai lầm mà tổ tiên chúng gây ra. Đó chính là lý do mà tại sao tộc nhân của Obuyasuki luôn yếu ớt và biến dạng. Và rất có thể với Kanao, đó là tầm nhận thức của cô nàng. Dẫu sao thì cô vợ quốc dân này vẫn sẽ có rất nhiều đất diễn trong những chapter sắp tới khi đã phô diễn sức mạnh của mình để đấu với tân quỷ vương Tanjiro. Ok, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu bí ẩn về Kanao và kỹ thuật chứa danh bị ngạn chú nhãn của cô. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tập ra trong tương lai. Tớ là Bi, 20cm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!